Chào các bạn đến với kênh Bàn thờ Duy Tâm. Hôm nay Duy hữu duyên một cái cặp đèn thờ cho gia chủ. Cái cặp đèn thờ này có tên gọi là đèn thờ hoa sen tháp kim cương. Đấy, một cái tên rất là đẹp mà Duy đặt cho nó. Thì tại sao gọi là đèn thờ hoa sen tháp kim cương? Tại vì ở trong, khi các bạn thấy nó ở trong nó là hoa sen, được ở ngoài thì được làm từ pha lê. Đấy, tháp cánh sen đó. Đấy, quay lại vấn đề chính là review cho các bạn nhé. Thì cái cặp đèn này được làm từ hợp kim đó, phần từ phần thân này cho đến lên trên đầu này đó, cái phần tháp ha, ở giữa thì là nó là được làm từ một cái pha lê rất là đẹp, ở phía trong có họa tiết hoa sen. Đấy, cái pha lê của nó thì nó được cắt, cái lát cắt các cái cạnh kim cương á, cho nên là gì gọi là hoa kim cương. Đấy, đèn thờ hoa sen tháp, đây là tháp đó, và đây là các cái lát cắt kim cương, gọi là đèn thờ hoa sen lát cắt kim cương. Đấy, đèn thì nó có nhiều kích thước khác nhau. Đèn này thì nó có kích thước là hơn một găng tay một xíu. Các bạn có thể là sử dụng đèn cho bàn thờ ông địa này, rất là đẹp đó. Các bạn cũng có thể sử dụng đèn cho bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên cũng được. Đấy, tích hợp mình có thể sử dụng thờ cúng cho nhiều vị thần linh đó. Bàn thờ ông địa nhà anh khác cũng rất là đẹp này. Cái màu bàn thờ cũng hợp với là cái đèn màu vàng Phật pháp đó, và màu nâu rất là đẹp. Đèn có nhiều màu đấy các bạn ạ, thì mình có thể đổi màu được. Đây là cái màu vàng trung tính, màu vàng nhạt đấy, ấm cúng đó. Chỉ có tư vấn cho gia chủ. Ok, đấy, đèn thờ hoa sen tháp kim cương được làm từ hợp kim pha lê đó. Các gia chủ mà có nhu cầu muốn thỉnh đèn thì có thể liên hệ cho Duy qua hotline Zalo 0386149178 đó. Các bạn có thể tới cửa hàng tại số 25/17 đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thỉnh đèn trực tiếp, được Duy tư vấn trực tiếp thỉnh đèn cho các bạn. Đèn thì Duy Tâm thì có giao hàng toàn quốc nha các bạn, và giao cả đi nước ngoài. Duy Tâm thì chuyên thiết kế không gian thờ, bàn thờ treo, bàn thờ đứng, ông địa, rồi là các cái bộ đồ cúng, đèn thờ. Các gia chủ có nhu cầu thì cứ liên hệ hotline ha, ở trên màn hình, hoặc là các bạn để lại số điện thoại ở trong phần bình luận, Duy Tâm sẽ tư vấn cụ thể kích thước đèn thờ phù hợp với bàn thờ nhà các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ và thường xuyên xem các cái sản phẩm đẹp mà Duy đăng tải trên kênh YouTube của bàn thờ Duy Tâm. Chào các bạn.